này sa chạm này, màu xanh rất là đẹp luôn, là độ mới cao lắm nha, gần như là lai niu luôn á. Nên mình sẽ hạn chế mình đụng vào những cái chỗ này nha, cho nó mới. Mình vẫn còn trắng nè, thấy không? Trắng. Chỗ bìa này hơi chắc một xíu thôi, nhưng mà còn lại thì khá là ok nè. Vị này cũng còn mới và trắng lắm. Mình có sợi chạm ở đây, cắt chân bên trong rất trắng và đẹp luôn. Hải ly trời dịch luôn, cắt chân bên trong là trắng đẹp lắm nha.